hãng phim Kỳ Cục xin trân trọng giới thiệu phim Tết Play Together. Về nhà. Mừng Tết đến và mẹ biết mẹ buồn, cánh mai vàng cành đào hồng héo queo, chúc cụ già cùng hát lên ú òa và năm mới. Mày ca cái gì tào lao vậy ban? Năm mới 2023 này ca nhạc chế mới hot trend đó mẹ. Trend cái đầu mày á, vô lau cái nhà phụ tao nè. Ban quét cái nhà xong rồi vô lấy cái bàn chải đánh răng, chà cái bộ bàn ghế giùm ba nha. Nhiều cái mắc mệt ghê vậy á, mấy năm trước còn anh hai làm phụ, giờ ông đi làm mẹ mẹ trên Sài Gòn, làm một mình mệt chết mẹ. Tết tới rồi mà mày chuồn mẹ mày chết sớm vậy đó hả? Dạ không có. Vô mà lo dọn dẹp lẹ đi. Tại sao doanh thu thế này là như vậy chứ hả? Dạ. Cậu có làm được không? Dạ. Em xin lỗi sếp. Tôi yêu cầu cậu làm lại cho tôi. Tôi không muốn tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa. Dọn nhà mệt quá mẹ ơi, không mấy đợi anh hai về dọn phụ mẹ ơi. Anh mày làm cả năm trời về mệt rồi, cho mày nghỉ, mày cả năm mới làm một lần mà than cái gì. Thằng ca nó gọi nè vợ ơi. Mới nhắc cái nó gọi rồi. Alo. Alo mẹ. Ừ ca đó hả con, về tới chưa? Nay 29 rồi đó, bộ mày tính mùng 1 mới về hả? Mẹ ơi, chắc là... Anh hai ơi, về dọn phụ em cái nhà trà bá lửa, dọn mệt thấy mẹ luôn anh hai ơi. Ăn nói xà lơ, sao con nói gì? Mẹ, chắc là con không về được rồi á. Thêm thằng anh hai mày ăn nói xà lơ nữa nè. Mày nghĩ sao mà làm quần quật cả năm rồi mà mày không về? Năm trước đã không về rồi, mày tính bonus năm nay nữa hả? Làm gì thì làm, mày cũng phải biết cái ngày Tết về thăm cha mẹ chứ. Mày về đây mẹ không có đòi hỏi lòng nào của mày đâu. Về thăm mẹ là vui rồi. Mày nói vậy mày nghĩ sao thì mày nghĩ. Dạ. Vậy là năm nay anh hai không về hả mẹ? Nuôi nó ăn học hai mươi mấy năm, giờ nó đi làm trên đó luôn, nó bỏ mình. Thôi dọn một mình mệt chết mẹ. Mày nói gì đó hả Ban? Chắc ăn gôi quá. Mừng Tết đến và mẹ biết mẹ buồn, cánh mai vàng cành đậu hồng héo queo. Dạ em chào sếp. Bộ 2 năm rồi cậu chưa về thăm ba mẹ hả? Dạ sao sếp biết vậy? Nãy giờ tôi đứng ở ngoài nghe hết rồi. Dạ thật ra thì... Bất hiếu mày. 2 năm mà mày không về thăm ba mẹ, bất hiếu mày. Nói thẳng với sếp luôn thì thật ra là... Hết tiền chứ gì. Dạ sao sếp biết hay vậy? 2 năm nay tôi có tăng lương cho cậu đâu. Ờ sao sếp không tăng lương ta? Cậu làm toàn báo công ty không à. Tôi chưa trừ làm may rồi đó. Ở đó rồi tăng. Thôi cái việc này bỏ qua đi. Đây có 20 triệu, tôi gửi cậu về ăn Tết của gia đình nha. Sếp nói thiệt hả sếp? Ừ. Sếp tốt quá à. Em cảm ơn sếp nhiều lắm. Trước giờ em tưởng người tốt chỉ có trên mạng thôi, ai ngờ còn có trong Play Together nữa chứ. Ừ, tôi về ăn Tết, năm sau đến làm cho tốt, giúp công ty nha. Dạ. Ba, mẹ. Một năm trôi qua biết bao
nhiều gánh nặng lên trên vai. Quay về nhà xua tan tất cả bằng tiếng đàn em vui bên tai. Phụ ba dọn dẹp nhà cửa cho mẹ đi chợ cuối năm. Hạnh phúc vỡ vẹn của ông bà là được đặt con cháu xuống thăm. Đêm 30 bên nhau gia đình sum vầy. Trên mặt ai cũng nói nụ cười tôi ôi yêu mùa xuân này. Cùng ngồi canh nồi bánh hàng huyên những câu chuyện đã qua. Còn gì bằng được đón giao thừa với cả mẹ cả ba. Mùng 1 hái lộc cùng mẹ rồi đi chúc Tết cùng ba. Nồi thịt to đục ăn mãi không hết từ mùng 1 tới mùng 3. Chả giò củ kiểu gò bánh tét bánh chưng. Hình như mỗi lần về nhà ăn Tết là đều tăng lên vài cân. Con ước được mãi bên gia đình thân thương. Tình yêu gia đình là một đại lượng không thể nào cân lượng. Dù có đi đâu dù có làm gì thì cũng phải nhớ về gia đình. Đi khắp thế gian cũng không ai tốt bằng mẹ và cha mình.